Nam Sơn và luật sư Hoàng Dồn xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả trong chương trình Thế Giới Tuần Qua. Và xin mời luật sư Hoàng Dồn. Tôi là luật sư Hoàng Dồn, xin kính chào tất cả quý vị trưởng thượng cũng như quý bạn trẻ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào Nam Sơn và chúng tôi xin kính chúc lễ tạ ơn đến tất cả quý vị một mùa lễ tạ ơn thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Kính thưa quý vị, luật sư Hoàng Dùng mới vừa nói tới ngày lễ tạ ơn, mà lễ tạ ơn là phải nói tới gà Tây phải không? Dạ. Mà nói tới gà Tây thì mình không thể không nói tới hai con gà Tây ở Tòa Bà Đốc. Dạ. Con pizza, con carrot. Dạ. Có nhiều chuyện rất là vui xung quanh cái vấn đề đó, nhưng mà nói vui không có nghĩa là nó không có một cái ý nghĩa về phương diện chính trị. Thành ra bữa nay thì chắc là mình nên nói về cái đó luật sư. Đó tới cái đó thì giờ nó có một số vấn đề rất là hay mà rất là tế nhị trong cái vấn đề hai con gà Tây đó. Mời luật sư. Vâng, thưa anh Nam Sơn, tôi vẫn thường nói là Tổng thống Donald Trump có nhiều điều trúng, nhưng mà không phải cái gì trúng á thì cũng nói hết. Và nói trong một cái chuyện mỉa mai á để gây thù oán á thì nó cũng không nên. Nhưng mà hồi nãy trở lại cái câu chuyện của hai con gà Tây này, thưa anh Nam Sơn. Yeah. Năm nay ông Tổng thống Donald Trump ông đặt tên cho hai con gà Tây, một con là con pi, tức là đậu hột đậu xanh này, nhỏ đó thưa quý vị. P-E-A. P-E-A. Và một cái con là con là carrot, tức là con cà rốt đó thưa quý vị. Giống củ cà rốt. Thật ra thưa hai quý con. Vị là tôi không có nói về cái chương trình gọi là hồi cái người Pilgrim lập quốc. Mình tổ ra thấy mấy vụ đó. Tôi cũng nói hay là tại sao gọi là chứ có cái chuyện gọi là tha thứ cho con gà Tây thời của lần con đầu tiên á, là đứa con của ông Tổng thống Abraham Lincoln đề nghị là tha cho con gà Tây. Rồi năm 1947 thì ông Tổng thống Harry S. Truman ổng mới lập ra một cái nghi thức truyền thống là Tổng thống tha cho con gà Tây vân vân. Tôi không nói đến cái chuyện đó, nhưng mà tôi nói rằng là tới khi mà Tổng thống Donald Trump lên ngày trong tuần vừa qua lễ Thanksgiving thì nó có một cái câu chuyện là ổng chọn hai con gà Tây này. Và lúc mà ổng ân xá cho hai con gà Tây đó thì ổng mới nói một cái câu nói mà nó gây chấn động để mọi người từ phía dân chủ cũng như phía Cộng hòa, đó là cả hai thôi thưa quý vị, một bên ủng hộ và một bên chống đối. Ông nói hai đến hai con gà Tây mà ông nói đến cái vấn đề chính trị của nước Mỹ. Móc méo hả? Móc méo. Ông mới nói với, ông mở màn là chứ này, hai chú gà đã được tuyển chọn là qua một cái giai đoạn đó rồi, cái lá phiếu rất là căng thẳng. Được bầu chọn, tại vì giữa mấy chục ngàn con gà Tây thì mới chọn được hai con gà Tây. Nhưng mà giữa hai con gà Tây, một con tên là Pi và một tên là con Carrot á, thì ông nói là tôi thì tôi ủng hộ con Pi, được coi là con số 1, phải không? Và tôi nói cho biết là đây là cái sự ân xá của Tổng thống rồi, nhưng mà chắc không được đâu. Thế nào rồi cũng có quốc hội của đảng Dân Chủ đó, nó mới nắm đó, nó đòi đếm phiếu lại. Rồi cũng chưa hết. Ông lại nói chứ nó đòi đếm phiếu lại, nhưng mà nếu mà nó kiện nó có đòi sách qua bên cái Ninth Circuit, tức là cái tòa thẩm phán tòa số 9 ở San Francisco đó, tòa kháng án số 9, tức là ở nước Mỹ này thưa quý vị hiện giờ có chín tòa kháng án, tức là tòa phúc thẩm đó về liên bang, tòa liên bang có chín tòa phúc thẩm thôi. Thì cái tòa cuối cùng là cái tòa ở tại bên phía của miền Tây Hoa Kỳ, đó là tòa số 9 của bên California. Và coi như là tiểu bang Hawaii, Oregon, những cái tiểu bang mà dân chủ á, nó nằm về phía đó hết. Thì ông mới nói cái câu nói mà nó làm cho bây giờ nó đã xảy ra trong cái tuần vừa qua là hơi tức cười. Là ông bảo chứ rồi, nó đòi kiện tụng cái đếm phiếu rồi, đếm phiếu lại, nhưng mà nó cũng sẽ thua thôi. Nó thua rồi nó lại đi vô nó kiện. Thì nó lại xách qua bên cái tòa số 9 nó kiện đó. Cái chuyện này thưa quý vị, đúng hay sai thì đương nhiên những cái bình luận của đảng Dân Chủ thì họ rủa, họ xả, họ mắng ông Trump là con người không có một cái tinh thần đoàn kết, mang những cái chuyện bình thường của người dân đáng lẽ trong cái ngày lễ tạ ơn thì không nên nói những câu nói mà dùng những cái gọi là cái truyền thống của Hoa Kỳ để mà làm cho có sự chia rẽ thêm.
bên phía đảng Cộng Hòa thì một số người họ nói chứ ôi Tổng thống Trump ông làm trúng mà, ông nói với cái sự kiện mà gọi là rất đau lòng và mai mỉa của quốc gia, là bên tòa số 9 vừa qua đó đã làm những cái hành động không có được hay. Để rồi ông Tổng thống Trump ông lên tiếng thì thưa với quý vị là tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi làm chương trình, tôi nói sự kiện và tôi bình luận trên sự kiện, nhưng mà chắc có lẽ quý vị đã nghe tôi và anh Nam Sơn có bình luận thì đa số là chúng tôi ủng hộ những cái việc làm của Tổng thống Trump. Nhưng mà không có nghĩa rằng là có những cái gì mà chúng tôi cảm thấy nó không được hay mà chúng tôi không dám nói đến. Nói như vậy thì chúng tôi không còn có một cái chuyện gọi là cái lương tâm của chúng tôi. Cho nên cái chuyện này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump trúng. Nhưng mà Tổng thống Trump không nên trong cái bối cảnh mà đất nước đang gọi là sử dụng, đang là mừng cái ngày lễ tạ ơn đó, mà nói những cái điều đó, đó để cho ông hạ cái cơn tức của ông đó, thì nó không nên. À, bây giờ đó là trở lại cái là thưa anh Nam Sơn về cái đếm phiếu đó đã, tại vì ông nói hai cái sự kiện, hai sự kiện mà nó đều là căng thẳng cả nước Mỹ này, tại Florida và tại Georgia là coi như đã xong chấm dứt rồi, tức là đảng Cộng Hòa ông thượng nghị sĩ Rick Scott coi như được làm thượng nghị sĩ chính thức, ông bên phía của đảng Dân Chủ là ông Gilliam coi như là về thống đốc ông đã chấp nhận thua cuộc cho bên phía đảng Cộng Hòa. Tức là ở tiểu bang Florida đó thì thống đốc cũng là đảng Cộng Hòa mà là thượng nghị sĩ cũng đảng Cộng Hòa thắng thế trong cuộc bầu cử vừa qua sau khi đếm phiếu lại dân dân. Dạ vâng, đúng vậy. Rồi bên phía của Georgia đó thưa quý vị, giàu có đếm phiếu đi đếm phiếu lại và bà Abrams tức là cái bà người da màu đó, bà có căng thẳng lắm đi nữa thì bà bây giờ phút này thì bà đã chịu thua. Bà chịu thua cho ông một cũng là ông Flick là cũng là đảng Cộng Hòa. Chịu thua nhưng mà cũng nói mỉa mai đủ đủ chứ đâu chứ đương nhiên rồi. Không phải nói bình thường đâu. Và chính vì như vậy cho nên Tổng thống Trump muốn nói rằng là chứ nó có kiện đi nữa đó, thì nó đòi được kiếm đếm phiếu đi đó thì nó cũng thua. Thì đó là cái ý nghĩa của Florida và ở tại Georgia. Nhưng mà những cái ghế thấp hơn thưa quý vị thì đảng Dân Chủ thắng. Dạ, đếm phiếu lại đảng Dân Chủ thắng. Ở Arizona thì là bà Seneca thì là coi như là bà thắng ghế thượng viện của đảng Dân Chủ, thắng ghế thượng viện thay thế cho ông Jeff Flake của đảng Cộng Hòa kỳ trước đó, là ông từ nhiệm mà không ra tranh cử nữa. Còn ở dưới bên California thì anh Nam Sơn đã biết rồi, đếm phiếu đi đếm phiếu lại đó thì thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, chúng tôi rất xin lỗi và xin chia buồn với bà Janet Nguyễn coi như đã thất cử ở tại California. Bà sau thắng cử sau khi đếm phiếu lại. Không, bà thắng cử ở tại Orange County. Nhưng mà cái ghế thượng nghị sĩ thì của bà đó nó gồm luôn một số phần ở bên Los Angeles. Thì khi ghế phiếu của bên Los Angeles về đó cộng lại hết đó, thì bà thua bên đối thủ hơn 1,000 mấy trăm phiếu thưa quý vị. Thì đó là chúng tôi cũng xin chia buồn với những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt như mà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Trong cái thời gian bà làm thượng nghị sĩ đó, thì bà rất là lo lắng cho cộng đồng người Việt. Tôi nghĩ rằng là bà đã làm những chức năng của bà rất tốt, nhưng mà vì cái gọi là cái blue wave đó, nó mạnh quá ở tại California cho nên nó là nói chung không phải một mình bà mà các cái ghế dân biểu liên bang của đảng Cộng Hòa ở nơi đó cũng bị văng hết thưa anh Nam Sơn. Nó gần giống như ở tại Houston, Harris County là văng hết, thuộc về đảng Dân Chủ rồi. Thì thưa anh Nam Sơn, đó là tình hình cái gọi là đếm phiếu lại mà Tổng thống Donald Trump ở trong cái buổi mà gọi ân xá con gà Tây đã mai mỉa như vậy. Thì đương nhiên là Dân Chủ và Cộng Hòa đều bình luận trên hai cái sự kiện, là Dân Chủ cho rằng là họ đếm phiếu lại họ thắng. Thí dụ họ thắng ở tại Cali, họ thắng ở tại Arizona. Còn ông Tổng thống Trump thì ông nói là tôi nói vậy đi, về bên phía đảng Cộng Hòa thì nói là tôi cho rằng là bên Georgia và bên Florida thôi là đảng Cộng Hòa thắng. Thưa quý vị, thì đó là những cái hình thức không nên nói trong một cái bối cảnh đất nước mừng lễ tạ ơn. Nhất là trong cái ngày lễ tạ ơn, nếu mà ông đang nói cái đó thì bậy quá. Tôi không đồng ý nha. Tức là ông có trúng hay không thì thưa quý vị, ông trúng tại Florida, ông trúng tại Georgia. Nhưng mà nó không nên nói dầu mình có trúng. Rồi bây giờ ông có nói đến cái vấn đề mà cái tòa án đó, thì ông bị ông chánh thẩm phán là ông Chief Justice John Roberts
Ông này ông mới dùng cái danh từ của người Mỹ, nó gọi là rebuke, tức là khiển trách. Khiển trách hoặc là chỉnh lại đi. Dạ vâng. À, chỉnh lại đi. Nhưng mà trước khi mà luật sư nói cái đó, cũng nên nói cho quý vị khán thính giả biết rằng sau khi mà những ông tòa đó ông quyết định mà cái phần thua về phía ông Trump đó, thì ông Trump ông có cái lời công kích cái những cái người thẩm phán này và gọi những người thẩm phán này là thẩm phán Obama. Anh Nam Sơn nói rất là trúng, thưa anh Nam Sơn. Nó liên quan đến cái đoàn người di dân ở tại Mexico. Trong những tuần trước chúng ta đã nói thì một số người đó giàu có bước vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, nhưng mà nhờ những cái phần tử đảng Dân Chủ rồi cái tổ hợp luật sư ACLU họ kiện giùm á, thì có một số người được tòa án bên phía California cho rằng là cho họ give them a second chance, chứ họ không nói rằng là chứ là hợp pháp hay không hợp pháp, bảo là give them a second chance để mà ở lại Hoa Kỳ. Cái chuyện này đó nó làm cho Tổng thống Donald Trump ông bất mãn. Và ông nói là chứ mấy cái ông thẩm phán, bà thẩm phán này mà nói đến cái chuyện mà second chance này đó, là những người thẩm phán do ông Barack Obama chỉ định, cho nên họ mới có một ánh nhìn lệch lạc về cái gọi là cái lệnh executive order của Tổng thống. Cái câu nói là thẩm phán này là thẩm phán của Barack Obama đó, làm cho ông chánh thẩm phán Chief Justice John Roberts ông mới phải lên tiếng để ông bảo vệ cho cái ngành tư pháp. Thưa quý vị, ba ngành thì phải độc lập, thì ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, thì bây giờ với tư cách là đầu của ngành tư pháp, ông chánh thẩm phán John Roberts ông nói là chứ ở bên phía tư pháp đó không có cái gọi là thẩm phán của ông Bush, thẩm phán của ông Donald Trump hay ông thẩm phán của ông Barack Obama. Một khi người ta đã được gọi là được chuẩn nhận, dầu rằng là do sự đề cử của những vị tổng thống như là ông tổng thống Donald Trump, ông tổng thống Bill Clinton, ông tổng thống Bush v.v. Hay là tổng thống Barack Obama, nhưng mà người ta được chuẩn nhận rồi thì người ta không còn là thẩm phán của bất kỳ một tổng thống nào hết. Đúng vậy. Đó là cái lời rất là chính xác, thưa quý vị. Đó là cái lời của chánh thẩm phán John Roberts. Mà cái này nó lại bùng nổ ra một cái câu chuyện khác, thưa anh Nam Sơn. Nó không phải đơn giản vậy. Cả hai đảng rồi cũng như truyền thông cánh hữu cánh tả lại bình luận. Giờ tôi xin thưa với quý vị, tôi tóm lược cho quý vị như vậy nè. Cái điều mà chánh thẩm phán John Roberts tuyên bố về cái câu nói đó không có nghĩa là tấn công Tổng thống Trump. Ông không nói tấn công Tổng thống Trump, ông chỉ bảo vệ, ông muốn cho toàn cả thế giới biết rằng tối cao pháp viện hay là cái ngành tư pháp của Hoa Kỳ là được độc lập, không có bị lệ thuộc của Tổng thống. Ông làm trúng hay không, thưa quý vị? Ông John Roberts, ông làm đúng. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump làm trúng hay không, thưa quý vị? Tổng thống Donald Trump cũng làm trúng. Và với tư cách một vị Tổng thống mà đang gọi là lo cho vấn đề an ninh của quốc gia, ông ra một cái lệnh executive order. Ông không có nói là executive order là vi phạm hay không, nhưng mà đó, ông ra cái lệnh như vậy. Và bên phía tư pháp ở cấp dưới đó, coi như là các cái tòa sơ thẩm và phúc thẩm đó, đã không có là dựa trên cái đó mà cho người ta second chance. Như vậy đó, ông Tổng thống Trump ông làm với cái tư cách, cái lương tâm của ông, một vị Tổng thống, ông không những là vị Tổng thống nữa mà ông còn là tối cao tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh tối cao của quân đội. Và vì cái tổng tư lệnh tối cao quân đội đó, ổng làm cái tư cách mà bây giờ đó, nó sẽ đưa đến cái luật nó gọi là, cái gọi là posse comitatus, thưa quý vị. Tức là cái luật này nó khá lâu, chúng tôi sẽ cắt nghĩa là cái chuyện đó, nhưng mà cái là cái luật đó là bây giờ là bên phía của Dân Chủ xài cái này ra để tấn công Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà đó, bên phía của đảng Cộng Hòa đó, họ lại đưa ra một cái luật khác. Cái luật đó nó gọi là của cái đạo luật, cái bộ luật của Hoa Kỳ là 10 USA chapter section 13, thưa quý vị, nói về cái tình trạng khẩn trương của đất nước. Thì khi đó Tổng tư lệnh Hoa Kỳ đã có quyền điều động quân để giữ biên giới, thì Tổng thống có quyền, lúc đó là Tổng tư lệnh quân đội, có quyền ra lệnh sử dụng vũ khí, tức là lethal weapon.
chứ không phải là chỉ còn là gọi là chỉ đứng giữ hòa bình. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi sẽ bàn sau, nhưng mà ý tôi nói là ông Chief Justice John Roberts, ông làm cái bổn phận của ông đúng hay không thì thưa quý vị đúng. Nhưng mà là Tổng thống Donald Trump, không có nghĩa là Tổng thống Donald Trump làm sai thưa quý vị. Ông chỉ nói là đây là cái phận vụ, ý ông nói là đây là cơ quan độc lập. Ông nói cái đó đúng, đúng, đúng. Tổng thống Donald Trump có chỉnh đốn cái chuyện đó hay không? Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump không có chỉnh đốn cái chuyện đó. Không có bao giờ nói ông John Roberts nói sai cái chuyện này. Nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng là chứ có những vị thẩm phán. Mặc dù là đã được thẩm phán xong nhưng mà nó có mang một số quan điểm của cái đảng của họ vào đó thì... Mặc cái đó thì ông nói trúng. Đó thì ông nói trúng. Bởi vì thẩm phán cũng là một con người thôi. Ha, nhưng mà ông thẩm phán ông phải làm việc theo luật pháp là đương nhiên. Có điều là một cái quan điểm một người, thí dụ như mình thấy rõ như cái tố cáo pháp viện, khi một cái vấn đề được đưa ra thì có cái phe bảo thủ, cái phe cấp tiến, những người đó đâu phải là nói cái đó là luật đâu, nhưng mà là cái quan điểm của họ là cấp tiến, thành ra họ bỏ phiếu cho những vấn đề thuộc về cấp tiến. Dạ thưa anh Nam Sâm, dạ. Nam Sâm nói trúng. Cho nên là khi mà đã đưa ra đó thì tôi muốn nói có một cái sự bình luận cân bằng cho cả hai phía bây giờ. Là vì đó, phía đảng Dân Chủ và nhất là CNN, MSNBC là tấn công Tổng thống Donald Trump một cách rất là dữ dội về vấn đề này, cho rằng là Tổng thống Trump không hiểu gì vấn đề cái ngành tư pháp, hoặc là lèo lái cái ý nói rằng là ông chánh thẩm phán John Roberts tấn công Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, không có tấn công Tổng thống Donald Trump. Ông chỉ nói đây là cái ngành tư pháp độc lập, đúng không? Nhưng mà bây giờ đó, tôi nói thêm một cái quan niệm khác. Đó là cái quan niệm của là nửa nạc nửa mở đó, là đài PBS Public Broadcasting Services và Judy Woodworth, bà có phỏng vấn một người chuyên nghiên cứu về luật pháp, chuyên nghiên cứu về những cái vấn đề ở tại tối cao pháp viện, đó là bà Marcia Coy. Bà hỏi bà Marcia Coy là bà, cái cách nhìn của ông John Roberts và cách nhìn của Tổng thống Donald Trump thì như thế nào, có bao giờ có cái vấn đề là vấn đề đảng phái trong này hay không? Thì bà Marcia Coy bà nói rằng như vậy là thưa quý vị, bà nói là chứ thường thì các thẩm phán khi đã được chuẩn nhận làm thẩm phán thì không còn có cái tư cách gọi là Cộng hòa hay là Dân chủ. Nhưng mà còn là con người bình thường thì qua những sau khi họ bước ra khỏi tòa án đó thì đa số họ vẫn còn mang những cái quan niệm gì của họ trước khi họ bước vào tòa án. Là vì sao? Các vị thẩm phán đó cũng có ân, có oán, có nợ, có nần với đảng của họ. Cho nên giàu không nói ra nhưng mà tận trong thâm tâm có nhiều lúc họ vô bước vô trong tòa, họ nói những cái gì đó họ không dám nói là của đảng, nhưng mà họ nói theo cái quan điểm mà họ đã được ân oán đó. Tức là đây cho tôi nói là cái chuyện dâu bà Marcia Coy. Bà này thưa quý vị là tôi nói là nửa nạc nửa mở là như vậy. Bà là một người khá cấp tiến nhưng mà bà rất là đàng hoàng, chứ không phải là cái loại gọi ăn nó bừa bãi. Thì tôi cho rằng bà này bà nói hay, cái chuyện đó bà nói hay. Tức là bà cho rằng là cũng chắc cũng có một cái phần lý nào đó, tại vì chuyện này sẽ được đưa lên tối cao pháp viện sau. Nhưng mà đó, nói rằng là các thẩm phán ai cũng tốt lành như ông Thánh hết á, thì đó là lý tưởng thưa anh Nam Sơn, đúng không? Đúng rồi. Nếu nói cái câu nói của ông John Roberts thì đó là câu nói lý tưởng, đúng trên phương diện lý tưởng. Nếu nói của Tổng thống Donald Trump, ông trúng là ông trúng thực tế. Thực tế. Đó là cái chuyện mà thưa với quý vị, đừng có nói là ông Hùng, ông nói ai cũng trúng, bà phải, không phải. Tôi nói cái gì đúng cái chỗ nào. Tổng thống Donald Trump đúng cái chỗ là ông nói trong sự thực tế. Còn ông John Roberts là ông nói trên phương diện lý tưởng. Nguyên tắc. Nguyên tắc và lý tưởng. Yeah. Nhưng mà trong thực tế đó thì có những vị thẩm phán chưa chắc họ thi hành theo đúng nguyên tắc, và chúng chưa chắc họ làm theo đúng cái lý tưởng. Bởi vậy cho nên người ta nói là thế gian chứ không có thế ngay. Thế gian hả? Đó. Và vì như vậy là chính để mới quý vị hiểu rằng là cái câu nói phần thứ hai trong cái lúc mà ân xá ông gà tây, thì Tổng thống Trump cũng có đề nghị rằng là chứ tách ra cái gọi là cái Ninth Circuit. Cái đề nghị của Tổng thống Donald Trump có đúng hay không thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà đó, nó có một số vấn đề là Tổng thống chỉ có quyền đề nghị hay có ý kiến mà thôi. Chứ không phải đây là một cái phán quyết thưa quý vị. Mấy người không hiểu chuyện mới là ông Tổng thống Donald Trump là con người không biết chuyện. Ông có quyền đề nghị.
Nhưng mà đó, cái việc này đó, nó cần được thông qua quốc hội. Được. Quốc hội phải lập ra một cái chương trình nghị sự, rồi thông qua lưỡng viện, rồi mới đưa lên tổng thống mới gọi là ký được. Nhưng mà tổng thống có quyền có ý kiến, thưa quý vị, đây là cái ý kiến. Ông cho rằng đã đến lúc, tại vì bên phía Ninth Circuit, tức là bên phía cái tòa thẩm phán số 9, tòa phúc thẩm số 9 là cái tòa phúc thẩm quá đông rồi. Quá đông mà gọi là với dân số bây giờ là California, Hawaii, Oregon, Utah gì vân vân, đông quá. Cho nên cần tách cái tòa phúc thẩm số 9 này thành hai tòa phúc thẩm hoặc là ba tòa phúc thẩm về trên cái phương diện dân số. Chuyện này cũng trúng, thưa quý vị. Cái đề nghị này là đề nghị trúng, nhưng mà không phải mà nó đã có trước đây rồi. Dạ vâng. Cái đề nghị này tôi xin nhắc lại là những ai đang tấn công tổng thống Trump á, mà bảo rằng ông tổng thống Trump không hiểu đó, thưa quý vị, tổng thống có quyền đề nghị. Đó là cái đề nghị này trúng không? Trúng. Nhưng mà không phải là cái biểu quyết cuối cùng, cái quyết định á là phải do bên quốc hội lưỡng viện thông qua thì lên tới tổng thống, tới anh Trump. Mà cái nó khổ con cái là như vậy nè. Những người mà ghét tổng thống á, hay là thương tổng thống chỉ bên có một chiều, một cái phần của mình thôi. Nó giống như là trong cái bức hình thấy một cái chấm đen được cái la lớn lên là cả cái tấm hình là cái chấm đen. Nó không có phải vậy, thưa quý vị. Nó còn có những khía cạnh khác để mà mình nhìn thấy. Thì chính vì vậy cho nên tôi mới nói đến cái khía cạnh mà về luật, cái gọi là cái luật Posse Comitatus là bây giờ đang âm ào, ồn ào lên. Như vậy là khi mà cái phái đoàn, cái là cái đoàn di dân á, tiến tới bên biên giới của Hoa Kỳ ở tại Tijuana mà họ tràn ra bên bờ biển, có một số người leo lên cái cây cột mà gọi là không chịu bỏ qua bên Hoa Kỳ, nhưng mà là khiêu khích quân đội của Hoa Kỳ. Thưa với quý vị á, có nhiều người mà không hiểu nó là tại sao cảnh sát, không phải cảnh sát mà là quân đội không cầm súng bắn hay là cho giật dây điện hay là gì cho nó chừa cái nó đi. Đâu có được. Nó không được. Cái đó nó là từ năm 1873 ở Hoa Kỳ nó có một cái đạo luật, nó gọi là cái luật Posse Comitatus, tức là cái đạo luật chữ posse, tức là cái là tiếng Latin, thưa quý vị, là cái khả năng có thể làm, và comitatus tức là cái trong cái hạt đó. Là đây là một cái luật nó đã có từ thời hồi xưa bên phía nước Anh rồi, thưa quý vị. Bên nước Anh hồi xưa đó, người ta nói rằng là enforce the law đó thì chỉ có cảnh sát thôi. Cảnh sát là mới là cái người enforce the law, và cảnh enforce the law đó thì trong các cái ngành cảnh sát ở Hoa Kỳ, thưa quý vị, bây giờ đó họ giao cho thành phố là chính. Và trong thành phố họ điều hành, họ có các ban, các ngành, các kệ cho cảnh sát. Ngay cả các chuyện mà gọi là anti-terrorist, rồi sử dụng súng ống như thế nào mà chết người hay không đó, là cảnh sát là chính yếu. Rồi nếu mà có những cái chuyện mà gọi là ẩu đả hay gì đó mà cần đến hạt đó, tức là bây giờ đó là county đó, thì thưa với quý vị là họ nói rằng là cái lúc đó thì mới có cái sheriff và cái constable. Cho nên quý vị thấy rằng là mỗi một lần á mà người ta nói đến cái danh từ là bên phía sheriff, là người ta bảo là chơi là bên phía justice of the peace hay là peace officer, tức là những người đó, thưa quý vị, ít khi họ sử dụng súng. Họ chỉ mang súng để tự vệ, nhưng mà họ không có cái súng mà để gần giống như cảnh sát mà đi tấn công. Còn bên phía quân đội, thưa quý vị, thì cái luật đó nó rất là rõ ràng, nó chi tiết là tại vì anh không phải là law enforcement, anh chỉ là quân đội, anh giữ gìn an ninh, cho nên là anh không được cầm súng, mang súng ống để gì để mà tấn công những người dân, mặc dầu những người dân có thể cầm súng bắn anh. Nhưng mà cái đó, thưa quý vị đó, hồi xưa đâu có bao giờ có người ta nghĩ đến có một cái bối cảnh là cái đoàn di dân nó trở thành một cái đoàn invasion. Không bao giờ mà ta nghĩ đến, người ta cũng đâu có bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà gọi là hồi xưa đó, cái hai chiếc máy bay lao vào trong cái tòa sông đôi thương mại ở tại New York. Thì đâu có bao giờ trước đó người ta nghĩ rằng là có những người mà ta tự sát bằng cái kiểu ghê gớm như vậy, dùng chiếc máy bay dân sự để biến thành là quân sự. Nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi đó, thì bắt đầu luật pháp mới được thay đổi. Khi mà Tổng thống Donald Trump, ông ký một cái lệnh và ông cho, không phải ông ký mà ông cho phép ông chánh văn phòng là ông John Kelly, tướng John Kelly ký một cái lệnh đàng hoàng của Tổng thống, cho phép là bây giờ đó quân đội không phải là chỉ là để gọi là chỉ mang ba tông mà để chặn ở tại biên giới với cái đoàn người tiến lên, mà nói rất là rõ ràng là quân đội trong tình trạng cần thiết có thể sử dụng luôn cả những cái vũ khí chết người, lethal weapon.
Thì bên phía của đảng Dân Chủ cũng như là CNN thì họ làm rầm lên, họ nói là Tổng thống Donald Trump ông vi phạm cái đạo luật của mà có bao nhiêu trăm năm ở nước Anh, và cái đạo luật 1873 đó là cái đạo luật tôi vừa mới nói là posse comitatus, thưa quý vị. Yeah. Không? Thưa quý vị, đó là cái ánh nhìn của phía đảng Dân Chủ, và đó là ánh nhìn của truyền thông cánh tả, nó làm cho người ta dễ ngộ nhận là ông Tổng thống Trump này không biết chuyện hay là không hiểu pháp lý. Mời luật sư. Dạ, xin kính chào quý vị. Quý vị biết rằng là trong bộ luật của Hoa Kỳ, người ta nói rằng là luật của Hoa Kỳ là một luật rừng. Là một rừng luật. Rừng luật chứ không phải luật rừng. Chứ không phải là luật rừng. Cũng có những luật rừng nhưng mà không phải trường hợp này. Ở đây là rừng. Rừng luật là nói luật ở Hoa Kỳ quá trời quá đất nhiều. Thưa với quý vị là các luật sư cũng rất là bối rối khi mà có những cái tình trạng mới hoặc là những cái tình trạng cũ quá không nhớ. Khi mà cái tình trạng mà Tổng thống Donald Trump ban hành về cái vấn đề quân đội có quyền sử dụng vũ khí chết người đó để mà tự vệ đó. Có khi có hai cái luật nó đối chọi với nhau nữa. Đúng vâng. Thì lập tức là bên phía Dân Chủ và truyền thông cánh tả chỉ mang ra một phần của cái luật gì đó mà để tấn công Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà đó là lập tức là cũng có những người hiểu chuyện thì họ xách ra một cái luật khác. Đó gọi là một cái rừng luật là như vậy, thưa quý vị. Thí dụ như cái vụ cử ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó. Anh thấy không? Bên phía Tòa Bạch Ốc, tất cả các luật sư kỳ cựu lão luyện nhân dân đưa ra vậy, Bộ Tư pháp đưa ra vậy, nhưng mà không, Tư pháp của tiểu bang này kia như Maryland này chẳng hạn, họ chống lại, nó sai, họ diện dẫn cái luật khác. Vì như vậy cho nên có ba thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ là bà Hirono rồi ông Cocker ở tại New Jersey kiện không? Vụ kiện đang tiến hành. Chúng tôi sẽ trở lại cái chuyện đó sau, nhưng mà ý là tôi nói là trở lại cái vụ này là đây là một rừng luật chứ không phải là luật rừng. Thưa quý vị, là có những cái từ ngữ nó chút xíu vậy, tôi cũng nếu tôi có nói sai, thưa quý vị, trong chương trình này thì đôi lúc cũng là con người, cái trí nhớ tôi nó cũng vừa phải thôi, tới mấy nó cũng già rồi, thưa quý vị, đôi lúc nó cũng trục trặc chút xíu, thì xin quý vị tha thứ cho tôi cái sự khiếm khuyết đó. Trở lại đó thì người ta mới đưa ra cái đạo luật USC 10 USCA Section 13, thưa quý vị. Trong cái đạo luật nói này á, nói về cái tình trạng gọi là nổi dậy. Khi mà tình trạng nổi dậy á, mà cảnh sát thì chỉ là giữ gọi là luật pháp, nó gọi là law enforcement. Nhưng mà cảnh sát không lo đủ về vấn đề an ninh quốc gia thì lúc đó là cái quyền của military, tức là cái quyền quân đội vào. Đó là lý do chúng ta có hai cánh tay, một cánh tay phải, một cánh tay trái. Trong bình thường thì cái cánh tay phải là quân là cảnh sát, là lo về vấn đề gọi là trật tự thôi. Nhưng mà đến khi mà gọi là an ninh quốc gia đó thì có cái cánh tay trái rất là mạnh, đó là Bộ Quốc phòng vào, tức là quân đội. Mà tổng thống là tổng chỉ huy quân đội. Ông là tổng thống quân đội thì thưa quý vị thì ai cũng biết rồi, quân đội là người ta có quyền gọi là tiền trảm hậu tấu. Quân đội để giữ an ninh thì có quyền những quyền đó, thì trong đó có nói rất là rõ ràng là trong tình trạng khẩn cấp, nhất là những cái vấn đề mà nổi dậy, tức là insurgencies á, thì tổng thống có quyền ra lệnh cho quân đội sử dụng những cái vũ khí chết giết người. Vậy thì á, Tổng thống Donald Trump ông dựa lên trên đây cho nên ông mới nói rằng là cái đoàn người mà di dân tiến tới biên giới đó mà khiêu khích đó, thì có lẽ thì không cần bắn, nhưng mà nếu mà có mà ném đá hay là chuyện gì đó thì để bảo vệ được người lính của chúng tôi thì chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí. Mà cái này thì tôi nghĩ ông nói hơi quá, ông bảo là bây giờ đó theo sự hiểu biết của ông bảo là 500 đứa ở trong đó là cái đám gọi là được kích động là 500 đứa, là có đứa là có tội phạm là gì, tôi không biết có phải đủ 500 hay không, nhưng mà tổng thống nói con số đó. Chắc tổng thống cũng có những cái bằng chứng chứ không phải là không có để mà nói nêu lên con số đó. Thì bên phía đảng Dân Chủ nói là chứ bây giờ ông đếm sao ra tới 500 được, 500 đứa nào nó có tội phạm đâu, may ra một vài chục vậy thôi. Thưa với quý vị, tôi không dám nói về chính xác về con số là tại vì tôi không ở trong cái ngành đó, nhưng mà tổng thống thì nêu lên cái con số 500. Mà bên phía mà chống tổng thống thì nói rằng là chắc vài chục gì đó. Nhưng mà vài chục đi nữa nó cũng là con số nguy hiểm cho quân đội, nếu mà không cho quân đội có quyền tự vệ bằng súng ống, thưa quý vị. Cho nên cái câu chuyện này đó thì đương nhiên nó lại đưa lên những cái tòa số 9. Mà cái tòa số 9 này là ông đã ghét rồi, trong cái lúc mà đi tha bổng hai ông gà tây đó, thưa quý vị, ông đã nói rằng là chắc cũng phải cắt mẹ nó, chia cái tòa số 9 ra làm 2 làm 3 để bớt cái kiếm chuyện với ông.
Thưa quý vị, Tổng thống nói tất cả những gì Tổng thống nói như tôi đã nói hồi nãy là trúng trên cái cương vị, trên cương vị Tổng thống và cái chuyện thực tế. Nhưng mà sai trên một cái số gọi là trên cái lý tưởng như là ông John Roberts là ông, đây tôi không nói là sai nhưng mà là ông John Roberts ông đúng trên cái cương vị lý tưởng. Mỗi một người trong cái cương vị họ nhìn cái vấn đề như vậy. À, còn tôi thì tôi nói là cho Tổng thống trúng đi nữa thì cũng không nên nói trong cái giai đoạn lễ tạ ơn, tại vì rồi cái cánh hữu cánh tả mà nó cứ cãi nhau qua cãi nhau lại nghe cũng mệt tai lắm. Nhưng mà có nhiều người họ nói với tôi này, Nam Sơn, ông Hùng nói vậy đâu có đúng. Nếu không có ông Tổng thống này đó mà ông nói câu nói đó, đó thì làm sao cái chương trình của ông Hùng với ông Nam Sơn hấp dẫn được. Chắc cũng có lý ha Nam Sơn không? À vâng, thưa quý vị, đó là cái trường hợp mà lúc mà tha bổng hai con gà tây. Bây giờ nó có cái trường hợp mà ông Nam Sơn vừa rồi mới nói, đó là cái từ trường hợp mà Tổng thống chỉ định ông Whittaker là một người quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Và trước đó thì ông đã từng là công tố viên ở tại một số tiểu bang, rồi ông được đề cử làm chánh văn phòng chánh Bộ Tư pháp, chánh văn phòng cho ông John, ông Jeff Sessions. Rồi khi mà ông Tổng thống Donald Trump ép ông Jeff Sessions phải từ chức đó, thì ông Tổng thống Donald Trump lại chọn ông Whittaker lên làm quyền Bộ trưởng. Theo bình thường thôi chứ không phải là, thì là ông Jeff Sessions mà từ chức thì cái người phó là thứ trưởng là như ông Rod Rosenstein là nhân vật số 2 sẽ thay thế. Nhưng mà trong cái quá khứ gần 2 năm qua, ông Rod Rosenstein đã có những cái dư luận là còn làm đảo chánh ông Trump, là thu băng lén rồi đủ thứ hết, rồi còn đâm sau lưng ông Trump thì gì vân vân. Cho nên ông Tổng thống Donald Trump đâu có dạy gì ông chọn ông Rod Rosenstein, thì ông mới chọn ông Whittaker. Thì bây giờ đó là bên ba vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ mới kiện, nói rằng là Tổng thống Donald Trump làm không trúng là tại vì chưa có sự chuẩn nhận của Thượng viện. Thì bên phía của đảng Cộng Hòa cũng như họ nói rằng là chứ làm gì mà có sự chuẩn nhận, đây là ông, nếu mà nói rằng là cái sự chuẩn nhận á, là ông Whittaker đã được chuẩn nhận khi làm chánh văn phòng, không phải làm, khi làm công tố viên ở những một số tiểu bang rồi. Cho nên cái quyền đó là bây giờ đó ông chỉ là quyền chứ không phải là bộ trưởng. Khi nào ông làm tức bộ trưởng tức là tạm thời thôi, tạm thời thôi. Thì bây giờ là cái chuyện mà gọi là tạm thời, nhưng mà đó, người ta e ngại là ông Whittaker đó ông có thể đuổi ông Rod Rosenstein, có thể là chấm dứt cái tình trạng ông Robert Mueller là có quyền điều tra. Vì như vậy nè, thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì bên phía của ông Robert Mueller đã gửi một cái trác lên tới Deutsche Bank, tức là nhà băng Đức á, để mà tìm cái điều tra cái tài sản cũng giống như là cái số tiền ra vào của bất động sản của ông Donald Trump, mà nói rằng á, là họ nghĩ rằng qua cái bất động sản mà cái tiền vô tiền ra này thì chắc là Nga cho Deutsche Bank rửa tiền để đưa cho bên phía cái tài chánh của ông Trump. Cho nên vì như vậy mới có cái chuyện gọi là cái sự thông đồng giữa Nga trong cái cuộc tranh cử của Tổng thống. Điều mà Tổng thống Trump ông nói là đúng, thưa quý vị, đây là một cái witch hunt, tức là một cái sự là cái săn phù thủy. Săn phù thủy. Khi mà nói rằng là để tìm hiểu về vấn đề Nga có can thiệp cuộc bầu cử của Hoa Kỳ không, không ai có thể nói rằng là để tôi tìm xem thử cái băng của anh nó có tiền hay không, về cái của Nga hay không. Cái chuyện người ta tiền cái đó là nó đã trước cái cuộc bầu cử, thưa quý vị, chứ họ không có phải nói là để coi cái số tiền ra vào trong cái lúc bầu cử. Cái tiền bầu cử, thưa quý vị, nó thuộc về cái ủy ban tranh cử, quỹ tranh cử, chứ nó không phải là cái tiền gia sản của cái tài sản của ông cá nhân ông Trump, hoặc là cái tài sản gì đó của công ty Trump. Nhưng mà đây là một cái chuyện họ muốn nới rộng ra, họ để gọi là tạo một cái dư luận quần chúng, đánh vô trong cái tâm lý quần chúng là ông này ông giàu quá, chắc là Nga bỏ tiền ra. Mà đảng Dân Chủ thì thích lắm cái chuyện này. Thích lắm, thưa quý vị. Cứ tìm bằng mọi cách là moi với móc thôi. Nhưng mà ông Whittaker đó thì trước đó là ông là một người, ông đã có cái tư tưởng người ta nói là hơi thiên vị. Ông nói rằng là chứ thôi chấm dứt cái chuyện mà gọi là điều tra này đi, nó không có một cái chuyện điều tra phi lý, đi ra khỏi cái quyền của họ luôn. Đây, thưa quý vị, khi mà ông Robert Mueller ép cho ông anh nhớ là ông Paul Manafort, là ông là cái người mà chánh cái ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump, tức là quản lý cái chương trình tranh cử của ông Trump thời gian đầu tiên. Rồi ông Robert Mueller nhá cho ông Paul Manafort biết rằng là tôi mà ông có thua kiện ở tại Federal xong cũng chưa xong, tôi sẽ đưa qua bên phía của tiểu bang. Mà bên phía quận hạt và tiểu bang mà truy tố ông thì coi như Tổng thống không có ăn xá cho ông nổi, thì ông phải nhận tội.
thì ông nhận tội. Thì bây giờ đó thưa quý vị, mấy tháng rồi, 2 tháng nay hơn rồi, mà cũng không có một cái gì mới hết. Tức là họ cũng chưa đem ra xử. Không có một cái gì mới hết. Tức là thực ra không có cái chuyện gọi là sự thông đồng giữa Tổng thống Donald Trump và nước Nga. Nhưng bây giờ đó là họ cứ kéo dài, họ làm cho Tổng thống Trump rất là mệt mã thôi. Để ông đó, họ hy vọng là cuộc bầu cử năm 2020 ông cũng sẽ không được đề cử. Thưa với quý vị, đó là cái hy vọng của họ. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, tôi cũng dự trù ông Tổng thống Donald Trump sẽ được đề cử. Và nếu cái tiếp tục mà gọi cái chơi cái chiêu gọi là dơ bẩn mà kéo dài cái này thưa quý vị, thì không những Tổng thống Donald Trump được đề cử mà còn đắc cử nữa. Tôi cũng sẽ đề nghị rằng ông sẽ đắc cử. Tại vì người dân á, họ cũng nản quá rồi về cái chuyện gọi là điều tra ông Tổng thống hơn cả năm trời. Trước khi mà ông Tổng thống đắc cử, họ đã cử những người tình báo viên mà đa số bây giờ người ta đã đoán biết đó là ai rồi. Đó là ông George Papadopoulos. Thưa quý vị, chúng tôi có một cái chương trình nào đó chúng tôi sẽ nói về cái nhân vật này mà nó như thế nào. Tức là họ đã cài cấy một người phản gián nằm ở trong cái ủy ban tranh cử Tổng thống Donald Trump, cũng không thấy một cái sự kiện nào hết. Xong rồi bây giờ đó, sau khi đắc cử rồi đó thì họ lại lấy biết bao nhiêu. Trước khi đắc cử cũng có cái chương trình FISA nghe lén ông Trump của, rồi sau khi đắc cử cũng bị rồi điều tra cả hơn một năm trời rồi. Bây giờ cũng làm hoài, tiếp tục làm hoài. Biết mà bây giờ không có một cái gì hết, bắt giam những người kia toàn là những cái tội những mà, người... mà những sự bắt giam này cái mục đích cũng chỉ bơi cái chuyện ông Trump ra mà thôi. Dạ vâng, mà tới bây giờ đó, nói rằng là những người cao cấp như ông Paul Manafort là cái người mà gọi là chủ tịch của ủy ban tranh cử của ông Donald Trump rồi, đã mấy tháng nay rồi không có một cái chi tiết gì nữa hết, thì để làm cái gì? Thưa quý vị, có phải là vì công lý, vì an ninh của, vì vấn đề gọi nước Mỹ hay không? Hay chỉ là vì một cái chuyện là muốn một cái mưu đồ là phải tiên bằng mọi cách hạ bệ cho một vị tổng thống được dân bầu lên một cách chính đáng? Đó là cái việc mà xảy ra trong tuần vừa qua. Cho nên á, là chuyện mà gọi là sợ ông Whitaker, họ sợ cái người gọi là cái quyền điều hành Bộ Tư pháp á, là chấm dứt cái vai trò của ông Robert Mueller, hoặc là còn có thể kiếm chuyện với bà Hillary Clinton và ngay cả ông James Comey. Nên họ mới e ngại, họ mới nộp cái vụ kiện lên tới mà gọi là đấu đầu, yêu cầu là không có cho ông Whitaker có một cái action, tức là không có được nhúng tay vô trong cái vụ của ông Robert Mueller. Chuyện này chắc rồi cũng sẽ có một cái vụ kiện xong rồi cũng sẽ kháng án, rồi cuối cùng cũng sẽ lên tối cao pháp viện. Mà kỳ này tối cao pháp viện thì có ông mới thẩm phán vừa mới rồi là ông Brett Kavanaugh. Thưa quý vị, thì tôi không biết, chắc là nó cũng sẽ có một số cái chuyện mà nó cũng hay. Khi mà ông John Roberts ông lên tiếng về ông Tổng thống Trump, bảo là chứ không có thẩm phán nào là của ông Trump, không có thẩm phán nào là của ông Bush, không có ông thẩm phán nào là của ông Obama hết á, thì có những người họ nói là chứ ủa ông nói thì sao chứ, ông bảo vệ cho cái quyền tư pháp độc lập. Nhưng mà cái hồi kỳ ông Donald Trump ông ra tranh cử đó, tư pháp thì không được lên tiếng gì về vấn đề chính trị. Có một cái bà thần là lãnh đạo cánh tả là bà Ginsburg 80 mấy tuổi đó, hồi đó bà tự nhiên bà thọt mỏ vô, bà nói tùm lum về vấn đề của ủy ban tranh cử của ông Donald Trump đó. Thì lúc đó ông là chánh thẩm phán John Roberts, ông nên rebuke bà đó ngay lập tức. Đó là cái việc làm bà đi ra ngoài khỏi cái quy định của tư pháp. Đó là cái ý kiến một số người. Nhưng mà thưa quý vị, là bà Ginsburg thì lúc đó bà chỉ sau một ngày thôi, bà cũng đã biết bà lỗi, làm bà xin lỗi rồi. Và cũng nói trước là bà có xin lỗi công khai, tức là bà đã làm một cái việc, bà cho rằng là bà đi ngoài, ra ngoài cái phận vụ của tố cáo pháp viện, thưa anh Nam Sơn, cái thời kỳ đó. Nhưng mà người ta cũng nhắc lại, nếu mà hồi đó đó mà ông John Roberts mà ông nói liền lập tức thì nó hay hơn. À, vâng, đó là tình hình nội tình của nước Mỹ, thưa anh Nam Sơn. Nhưng bây giờ đó, cái nội tình nước Mỹ nó có một cái sự kiện nó liên quan đến biến cố của thế giới. Thượng viện của Hoa Kỳ họp 90 lá phiếu được thông qua, tức là cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ rồi, không thông qua một cái nghị định tuyên bố là phải chặt đứt cái gọi là một vành đai một con đường của Trung Cộng. Cái chuyện này nó làm cho Trung Cộng nhức nhối lắm thưa quý vị. Bởi vì nếu ông Tổng thống Trump nói không thì là đơn giản. Đằng này là Quốc hội, Thượng nghị viện. Đó. Và quý vị biết rồi là cái tình hình ở tại Biển Đông nó căng thẳng nhiều nhiều lắm. Trung Cộng không những đã quân sự hóa
các hòn đảo nhân tạo nó càng ngày càng lớn dần lớn ở dần, tại Trường Sa. Nhưng mà bây giờ nó còn có một cái hòn đảo mới, đó là cái hòn đảo Bombay, nó thuộc về quần đảo Hoàng Sa. Hai cái nó khác nhau. Và đó là Trung Cộng đang quân sự hóa ở tại cái hòn đảo Bombay này, mà satellite của Hoa Kỳ chụp được cho rằng nó có thể nó có những cái dàn ngã hỏa tiễn, nó nguy hiểm cho các cái sự tuần hành của Hoa Kỳ về vấn đề không quân. Nên ông giận, ông không biết cái đệ trình như thế nào, thì tôi chỉ nói báo cho quý vị biết là Thượng viện Hoa Kỳ thông qua 90 phiếu quyết tâm là chặt đứt cái con đường một vành đai một con đường của Trung Cộng. Bây giờ nó có cái biến cố liên quan. Thật ra quý vị đã biết rồi, trong tuần vừa qua thì ông Tập Cận Bình ông đi qua Papua New Guinea, anh Nam sẽ biết rồi. Người ta mới nói rằng cái họp APEC đó. Họp APEC đó. Ông Tập Cận Bình đã bị ông Phó Tổng thống Mike Pence của nước Mỹ, ông dí ông Tập Cận Bình rất là nhiều chuyện. Dí về đặc biệt là cái một vành đai một con đường đó. Và cái cảnh là ông Tập Cận Bình ông nổi nóng lên. Rồi sau đó ông Tập Cận Bình dẫn một cái phái đoàn xông vô cái phòng làm việc riêng của thủ tướng của Papua New Guinea. Thì bình luận của một số, thí dụ như là cái The Examiner, thưa quý vị, họ nói rằng là cái hành động của ông Xi Jinping hình như là ông điên à. Ông tới bây giờ là ông giống như ông bị nước Mỹ bao vây ông quá rồi, ông khùng lên là ông làm cái trò mà giống như bây giờ ông là anh cả của cả cái vùng đó. Cái văn phòng thủ tướng của người ta thì để cho người ta yên cho anh làm cái gì mà anh đòi vô làm áp lực là sao? Thưa quý vị, là tại vì đó, trong cái quá khứ vừa qua mấy năm nay đó, Trung Quốc ỷ thế mình mạnh về tiền bạc này nọ đó, đã có những cái hành động khá gọi là khiếm nhã với những quốc gia nhỏ. Như là bây giờ đó ở tại Maldives, tức là một cái đảo quốc ở tại Ấn Độ Dương, chắc anh Nam Sơn còn nhớ, có khoảng chừng 400.000 dân. Cái ông tân thủ tướng mà mới lên, ông nói rằng là chứ bố kỵ cái ông nước Trung Quốc, Trung Cộng này, ông giả vờ cái lòng tốt, ông cho chúng tôi mượn tiền bây giờ, mượn tiền nhiều quá bây giờ nó là ngập đầu không trả nợ nổi, thì bắt đầu ông tìm cách là ông khống chế chúng tôi, tức là nó tiếng Anh nó gọi là cái dùng cái từ là debt, tức là debt, tức là debt trap, tức là cái bẫy nợ. Thưa quý vị, cái bẫy nợ này á, ông bây giờ chúng tôi gần giống như là rớt vô cái bẫy nợ rồi. Cái ông cứ điều khiển, ông coi chúng tôi là giống như những cái đứa đầy tớ, nó gây ra nhiều cái sự phẫn uất của họ lắm, thưa quý vị. Rồi những cái nước như là nước Sri Lanka cũng vậy nữa, là ông Trung Cộng ông sử dụng vô cái bẫy nợ, rồi ông cho tiền, rồi lúc đầu cho vay, ông xây một cái cảng lớn, một cái cảng lớn đó, thưa quý vị, cho là trong cái mục tiêu trong tương lai đó là để gọi là đậu những cái chiến thuyền, những cái thuyền, những quốc gia đó họ bị cái sự áp lực quá nặng nề của Trung Cộng. Rồi ở tại Phi Châu cũng vậy, thưa quý vị, người ta nói rằng là chứ Phi Châu là coi gần giống như là bây giờ là một cái thuộc địa của Trung Cộng, mà sử dụng về tiền bạc không, thưa quý vị, về tiền bạc để khai thác. Thì điều đó đã làm cho Hoa Kỳ rất là bực mình. Mà như tôi đã nói trước đây, thưa quý vị, có một vị là ông Peter Navarro, bây giờ ông là cố vấn cho chủ tịch về Commerce của Hoa Kỳ đó. Thì ông này đã viết cái cuốn sách gọi là Death by China, thưa quý vị. Trong cái điều này đó, ông đã đưa ra, ông góp ý rất là nhiều. Thì quý vị thấy rằng là ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Mike Pence, tháng trước khi mà Tổng thống Donald Trump mà đi qua họp bên phía của châu Âu cũng như đi về đó, thì ông Mike Pence á, ông đã đăng đàn ở trên Đại học Hudson Institute để ông nói lên cái chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề Trung Cộng, những cái chuyện làm sai trái của Trung Cộng như thế nào, từ ở bên Tân Cương, từ tất cả những cái vấn đề khác, ông nêu lên rất là dài, thưa quý vị. Và khi mà ông nêu lên cái điều đó, ông nói rằng là cái con đường một vành đai một con đường là một cái sự nguy hiểm cho thế giới, và đó là cái mộng của Trung Quốc. Rồi ông vạch trần luôn cái vụ có mục đích cho vay tiền đó là để xây dựng hạ tầng cơ sở, nhưng mà sau đó lại vì là với tư cách chủ nợ họ bóp nghẹt mấy người kia, mấy người kia mang cái ách vô trong cổ. Mà cái điều đó đó, thưa anh Nam Sơn, chắc cũng có thể xảy ra một phần nào đó đối với Việt Nam, khi mà cho vay tiền mà đáo nợ không trả kịp ấy, thì ông là áp lực không có, tôi đem quân vô tôi đánh leo luôn, chiếm luôn cái bãi tứ chính. Thì đó là cái cảnh mà đang phải tôi nói, thưa quý vị, đây là Phó Tổng thống của Hoa Kỳ trong một cái buổi gọi là của Hudson Institution, là institute là chuyên về vấn đề chính trị, ông nói những cái chuyện này.
thì người ta đã nghĩ rằng là Hoa Kỳ chắc chắn phải có một cái chính sách để chặn đứng cái chuyện này, tức là cái chặn đứng một vành đai một con đường. Cái lúc thì, này thì có vẻ cái chính sách đã thành hình rồi, hồi xưa nó mơ hồ quá. Dạ vâng. Thì khi mà ông nói như vậy thì sau đó thì quý vị đã biết là trong tuần vừa qua là 90 thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã thông qua cái đạo luật để quyết tâm là cắt đứt cái con đường một vành đai một con đường. Và bây giờ trở lại đó là vì nó đã như vậy thì ông tổng thống Mike, phó tổng thống Mike Pence thưa anh Nam Sơn, ông là cái người nói chuyện ở trước Hudson Institute là về vấn đề của là chặt đứt cái một vành đai một con đường, mà ông công kích ông Tập Cận Bình đủ thứ trong cái bài nói chuyện đó. Nên đó, lúc mà tới Papua New Guinea ông tiếp tục công kích nữa, tiếp tục hai thì ông Tập đâu mặt với Bình, nhau à, thì ông Tập Cận Bình sững mặt lắm, tức lắm, tức lắm, tức lắm. Nhưng mà bây giờ cái tức đó đó thì đây cũng là một cái sơ hở của ông Tập Cận Bình. Tức quá ông đi, ông tràn vô cái văn phòng của ông thủ tướng, của ông thủ tướng của nước Papua New Guinea, là để ý ông muốn nói là tại sao ông để cho cái ông tổng thống của phó tổng thống của Hoa Kỳ làm cái chuyện đó, bể mặt tôi trước mặt quốc tế đó, này nọ. Nhưng mà thưa quý vị, ra thì người ta đánh giá à bây giờ mới lộ tẩy anh ba tàu, anh đòi làm anh hai người ta, anh giật dây trong cái lúc mà gọi là nóng quá, anh quên mất đi là anh có giật thì giật khéo thôi chứ anh đừng có đi vô mà đòi nói là công khai giật dây như vậy. Thì thưa với quý vị, đó là tình cảnh cái gọi là xảy ra ở tại APEC. Người ta không chú ý đến cái nội dung mà người ta chú ý giữa hai ông lớn là ông Pence, ông Pence và ông Tập Cận Bình đấu nhau, ta trâu bò hút nhau, không biết rùi mũi cái này có chết hay không. Nhưng mà nước Papua tuần sau còn vụ nữa, nước Papua New Guinea cũng nhức nhối cái vụ này lắm chứ không phải đơn giản anh Nam Sơn. Đâu có hài lòng được ông Trung Cộng. Ông Trung Cộng chắc cũng sẽ cắn cho một cái gì đó. Nhưng mà ông Hoa Kỳ cũng thấy rằng là tôi không biết là hai bên sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà cái cuộc chiến này nó không có phải là dừng nơi đây. Thế nào rồi trong tuần tới mình cũng sẽ xem cái cảnh mới ở tại Argentina. Là hành họp G20, ông Tập Cận Bình về, rồi biết sao đây, vì Tổng thống Trump là sẽ gặp xuống đó. Kỳ vừa rồi lão Tập nhà ta đụng tới ông Mike Pence, nhưng mà tại Argentina lão Tập nhà ta sẽ gặp một cái sư tử rống là Kim Mao sư vương Donald Trump. Kim Mao sư vương Donald Trump này đấu với ông Tập Cận Bình như thế nào, thì quý vị hãy xem cái màn hấp dẫn G20. Chúng tôi sẽ theo dõi và tường trình quý vị cũng như là bàn luận với quý vị cái màn là đấu gọi là. Nhưng mà người ta nói rằng nhìn những cái động thái mà của Trung Cộng làm từ hôm rày đó, thì người ta nghĩ rằng tới cái ngày mà họp Argentina thì Trung Cộng sẽ nhượng bộ một phần lớn cho ông Donald Trump. Bây giờ hai bên cũng đã thương lượng rồi, mà thấy ông Trump có vẻ vui vẻ đó, thì có nghĩa là những cái sự nhượng bộ đó đó Trung Quốc cũng đã hé lộ cho ông Trump thấy rồi nữa. Tôi không biết làm sao chứ mà tôi thấy Nam Sơn cái này anh thông minh quá, anh nói trước rồi đó. Có lẽ vậy. Ông có lẽ như vậy thôi. Ông Tập Cận Bình ông bị đau lắm. Ông bị cái vố vừa rồi ở tại Papua New Guinea là ông cũng phải về ông học, chắc ông phải học gấp khẩn cấp. Nên ông không có dạy gì mà ông đấu đầu với cái con sư tử rống Donald Trump đâu thưa Nam Sơn. Bây giờ nó có một cái chuyện này nó chúng ta cũng nên nói cho nó xong luôn, là vì tôi nghĩ là nó hết giờ nhưng mà nên nói một chút xíu thôi. Đó là cái vụ ông Khashoggi. Không được. Xin lỗi quý vị, bị trong cái khi mà chương trình bữa nay đó thì chúng tôi cũng vừa hết giờ mà tới giờ đầu giờ là nó phải đổi qua bên kia rồi, không còn ở bên đây nữa. Dạ, nên mình có nói không được, tại ra mình phải kết thúc ở đây. Dạ, tôi xin lỗi. Xin lỗi luật sư. Dạ. Tôi xin lỗi tất cả quý vị, tại vì tôi cái tham minh của tôi nó không có đúng. Như tôi nói rằng là tôi cũng là con người có những cái khiếm khuyết, ví dụ như là hắt xì đó quý vị thấy rồi, hắt xì nè, rồi đủ thứ cái này cái nọ, hoặc là nhiều khi có những cái chi tiết chúng tôi nó không chính xác. Và cái thời giờ của chúng tôi cũng không có tham minh chính xác. Thôi xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong lần tới. Thành thật cảm ơn và cũng xin lỗi luật sư Hoàng Dồn, bởi vì cái chương trình nó có set up cái giờ đúng như vậy rồi, thành ra mình phải ra. Xin kính chào quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Thế giới tuần qua lần tới.